Vâng, hai chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Án Phát Computer. Và hiện tại mình đang có đây một chiếc GTX 1660T đến từ Asus. Và cái cảm nhận của mình khi mà nhận được chiếc card đồ họa này rất là hoang mang. Bởi vì trước khi mà RTX 2060 ra mắt thì đã có rất nhiều tin đồn rằng họ sẽ không cho ra mắt RTX 2060, mà thay vào đó sẽ là một trong hai chiếc card đồ họa có tên, đó chính là 1160 hay là 1660 như mình đang có ở đây. Và sau khi mà RTX 2060 ra mắt thì lúc đấy thì mọi tin đồn về hai chiếc card đồ họa đó dường như đã biến mất, và không có ai nghĩ rằng thì trên đời sẽ lại có chiếc card đồ họa 1660T này. Cho đến khi mà mình nhận được chiếc card đồ họa này thì các bạn có thể thấy ở đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đi mở hộp cũng như trên tay nhanh về chiếc card đồ họa này, để xem thì chiếc card đồ họa này nó sẽ đáp ứng hiệu năng như thế nào, cũng như thì nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào, thì anh em hãy cùng mình theo dõi trong video ngày hôm nay. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi mở hộp chiếc card đồ họa GTX 1660T này. Về cái đóng hộp thì như các bạn có thể thấy thì đối với những dòng Street thì chúng ta vẫn có một cái phần đóng hộp cũng như là cái phần in bên ngoài nó gần tương tự trên những sản phẩm LG Street đến từ Asus này. Và mình sẽ không nói quá nhiều nữa về cái phần vỏ bề ngoài của chiếc hộp này, mà bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em mở hộp xem ở bên trong chiếc card đồ họa này nó có những gì. Mình tin chắc chắn rằng thì ở bên trong hộp này thì chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen nữa, và chúng ta sẽ lại có thêm một cái chữ Street nằm ở trên một cái gọi là cái đường màu đỏ nữa. Và đây như các bạn có thể thấy thì nó vẫn y chang tương tự như trên những sản phẩm Asus Street đến từ Asus. Ở bên phía trong hộp thì đầu tiên các bạn sẽ có đó chính là một cái đĩa, và mình không biết ở bên trong này có sách hướng dẫn sử dụng hay không. Các bạn sẽ có đĩa cũng như một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Nhấc cái tấm bìa này ra thì ở bên dưới chúng ta sẽ có thêm một cái dây này. Ok. Và đây sẽ chính là chiếc Asus Street GTX 1660T đến từ Asus. Vì đây là phiên bản Street thế nên thì nó sẽ vẫn được trang bị 3 fan. Tuy nhiên ở 3 fan này nó đã có một sự thay đổi rất lớn, khi mà nó sẽ được thiết kế giống với fan ở trên hai chiếc Vega cao cấp nhất của Asus ở thời điểm hiện tại là chiếc RTX 2080 và RTX 2080T Street, được trang bị công nghệ AsianTech fan mà Asus gọi nó là quạt công nghệ trục, giúp cho cái luồng khí khi mà đi qua fan xuống phần tản nhiệt nó sẽ mạnh hơn, đều hơn, cũng như là nó sẽ giảm tiếng ồn hơn. Cái độ ồn của nó dường như chỉ là 0 dB. Và dĩ nhiên khi mà được trang bị công nghệ AsianTech fan này thì chiếc GTX 1660T nó cũng sẽ được trang bị tiêu chuẩn chống bụi, đó chính là IP5X. Có thể nói thì tuy là một trong những sản phẩm tầm trung, nhưng mà Asus đã chăm chút rất là kỹ lưỡng cho sản phẩm mới này của họ, bởi nó sẽ được trang bị những tính năng cao cấp mà ở trên những đối thủ cùng phân khúc lại không có được điều này. Khi mà nhìn xuống phần tản nhiệt thì cái điểm đầu tiên làm mình hơi hụt hẫng một chút, đó chính là nó sẽ chỉ được trang bị 3 ống đồng dẫn nhiệt từ phần bảng mạch của GPU dẫn ra các lá nhôm tản nhiệt, trong khi những dòng như là GTX 1060 Street trước đây của hãng cũng đã có tới 5 ống đồng dẫn nhiệt. Theo mình nghĩ thì đây là một trong những sự cắt giảm của Asus ở trên dòng card đồ họa này, bởi vì chúng ta đã có một cái phần lá nhôm tản nhiệt rất là lớn và 3 phần quạt được trang bị công nghệ AsianTech Fan. Thế nên thì các bạn cũng không cần lo ngại về cái vấn đề nhiệt lượng trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng chiếc Vega này. Về phần baseplate thì cũng không có điểm gì khác biệt, chúng ta sẽ vẫn có các họa tiết cũng như ở logo LG. Cái điểm khác biệt duy nhất thì nó sẽ được trang bị thêm 2 nút để chúng ta có thể bật tắt LED cũng như là switch được BIOS, mà ở trên những dòng card 10 series thế hệ cũ không có được điều này. Ở phần rìa của board thì nó sẽ được trang bị một cổng digital LED, giúp cho chúng ta có thể kết nối được với những thiết bị hỗ trợ công nghệ Aurasync, tạo nên cái sự đồng nhất. Và ngoài ra thì nó cũng được trang bị thêm hai cái đầu cấp nguồn cho quạt. Cái điểm hay ho nhất thì nó có thể điều tốc được cái phần quạt theo cái nhiệt độ của CPU. Các cổng kết nối thì cũng được Asus lược bỏ đi một chút, các bạn sẽ không còn thấy cổng DVI nữa, thay vào đó thì chúng ta sẽ có hai cổng là HDMI và DisplayPort. Về phần điện năng, trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng chiếc VGA này thì nó sẽ yêu cầu một bộ nguồn với công suất tối thiểu là 450W, và đầu cấp nguồn ở trên chiếc VGA này sẽ là một đầu 8 pin. Về phần cấu hình, mặc dù là một trong những chiếc card đồ họa thế hệ mới, tuy nhiên đúng như cái tên gọi là GTX 1660T thì NVIDIA đã cắt bỏ hoàn toàn tất cả các nhân ray tracing ở trên chiếc VGA này. Chúng ta sẽ có đó chính là 1536 nhân CUDA core,
Nó sẽ sử dụng chuẩn RAM đó chính là GDDR6 với Memory Interface là 192 bit. Và ngoài ra những thông số chi tiết về chiếc ROG Strix GTX 1660 Ti này, các bạn có thể tham khảo với những gì mà nó đang được hiển thị ở trên màn hình. Về phần hiệu năng ở trên chiếc cả đồ họa này thì đối với cái thời điểm mà mình làm video này thì bọn mình vẫn chưa nhận được driver chính thức từ phía Asus cũng như là từ phía NVIDIA. Vậy nên sau khi mà có driver chính thức thì bọn mình sẽ gửi đến cho anh em video đánh giá chi tiết về hiệu năng ở trên chiếc cả đồ họa này. Và mình sẽ bật mí cho nhỏ cho anh em đó chính là về phần hiệu năng của nó. Theo mình được biết từ một số nguồn tin đáng tin cậy thì nó sẽ nhỉnh hơn khoảng từ 10 cho tới 20% so với chiếc GTX 1060 và nó sẽ xem so với chiếc GTX 1070 nha các bạn. Và một lần nữa thì bọn mình xin được cảm ơn Asus Việt Nam đã hỗ trợ bọn mình sản phẩm để thực hiện video này. Mọi thông tin chi tiết của sản phẩm quý vị và các bạn có thể truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.